kính chào các bạn. Hôm nay ta sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn đệm hát một bài hát bolero cũng rất là hay, rất là lãng mạn và trữ tình. Đó là bài Chuyện Dàn Thiên Lý. Và chúng ta cùng học đệm bài hát này các bạn nhé. Trước khi học đệm bài hát, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cấu trúc của bài hát này. Thì bài hát Chuyện Dàn Thiên Lý tạm chia thành 3 đoạn để các bạn dễ học và dễ nhớ ha. Đoạn A, đoạn B, đoạn C. Rồi phần intro và ending thì luôn luôn có một bài hát không là thiếu rồi. Thì nhắc bạn một điều, chúng ta học đệm ở đây là tông la thứ, là tông của các bạn nữ nha. Các bạn nam thì chúng ta sẽ đệm một tông rê thứ, đó là tông của bài. Chúng ta cùng điểm sơ qua các âm sắc nhạc cụ sử dụng trong bài này. Đầu tiên đó là tiếng E piano. Tiếng này để chút xíu nữa các bạn, chúng ta chập nhẹ nhàng như vậy nè. Mình chập cho nó rê ra làm cái nền cho trong bài hát các bạn ha. Rồi tiếp theo đó là tiếng trinh. Rồi tiếp theo đó là tiếng đàn tranh. Rồi tiếp theo đó là tiếng sáo. Rồi tiếp theo đó là tiếng trống. Để mình bắt chúng tay rồi các bạn. Rồi ngoài ra các bạn sẽ chọn thêm cho mình cái tính năng multibass trên cái đàn Yamaha nè. Bấm như multibass nè. Chọn cho mình cái bộ multibass là Rumba and Soca. Hầu hết ai mà thường xuyên xem kênh của cô Tèo thì đảm bảo các bạn sẽ biết những cái bộ multibass quen thuộc này ha. Còn những bạn nào cần cái bộ multibass này thì các bạn cứ gửi về địa chỉ mail của Tèo. Tèo sẽ gửi soạn, gửi các cái bộ multibass. Tèo đã chọn lọc sẵn rồi, gửi đến các bạn chỉ cần cài vào đàn và mình xài thôi, khỏi phải đi kiếm mất công các bạn ha. Rồi, đó là cái phần cần chuẩn bị. Bây giờ mình cùng đến với bài Chuyện Dàn Thiên Lý, sáng tác nhạc sĩ Anh Bằng, thơ nhạc sĩ Yên Thao. Bây giờ mình cùng học để phần intro. Các bạn quan sát dòng nhạc, intro hết sức đơn giản các bạn ơi. Tèo ký âm theo bài phối của ca sĩ Mạnh Đình các bạn ha. Rồi, chúng ta bắt đầu từ nốt mi. Các bạn xếp ngón giữa cho mình nốt mi. Mình đánh vào phách số 1 luôn. Đây là phách số 1 đầu ô nhịp các bạn nha. Mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi. Có nhiều các bạn, đơn giản có mấy nốt này. Mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi, là, mi, rề, mi, lá. Rồi làm lại bạn ha, hai ô nhịp luôn. Cái này câu nó cũng hơi dài. Mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi, là, mi, rề, mi, lá. Mi, rề, mi, xón, mi, là, mi, rề, mi, rề, mi, lá. Các bạn nhớ tập thật kỹ các bạn nhé, quan sát nốt thật kỹ nhé, câu này cũng hơi khó nhớ đó, mình làm lại nha. Mi, rề, mi, xón, mi, rề, mi, là, mi, rề, mi, lá. Là hết hai ô nhịp la thứ đó các bạn. Chỗ đó mình để la thứ thôi, cùng lúc thôi, đầu ô nhịp thôi. Rồi tiếp theo, sau cái nốt lá đó xong mình kéo dài hết ô nhịp luôn. Bắt đầu các bạn nhấc tay nhẹ nhàng lên, mình qua nốt si. Si là si rế si mì, si là si mí. Làm lại bạn ha. Si là si rế si là si mì, si là si mí. Câu này nó cũng tương tự như câu nãy nhưng mà nốt rất khác thôi các bạn. Si là si rế si là si mì, si là si mí. Rồi như vậy mình xong được hai ô nhịp hình nguyên dòng trên đó bạn, cái đàn tranh đó. Bây giờ mình sẽ ghép âm nha, cùng lúc la thứ vô nè. Hết ô nhịp luôn, bắt đầu qua ô nhịp tới giờ ngón giữa nốt si, mình chuyển qua son trưởng. Mì si đó, nốt mì si, mình sẽ qua ô nhịp mi thứ, là si mí, là hết. Quá dễ bạn ha, lần nữa nè. Kéo dài hết nhịp nè, chuyển. Xong, quá đơn giản các bạn ha. Lúc này cái câu đàn tranh này các bạn sẽ đánh ở cái phiêu trống là được có tiếng kích trống cho nó êm dịu thôi. Cái phiêu này cho nó êm dịu các bạn ha. Và chọn cái đàn tranh, mình bắt đầu thử nha. Rồi báo trống cái vô, mình bắt đầu mình cho multibass vô. Dễ bạn, quá đơn giản hàng lần nữa nha. Thank you.
quá dễ bạn ơi, như vậy là xong rồi đó. Với tính đàn tranh này, nếu như các bạn muốn tạo hiệu ứng, thay vì đánh nốt mi đầu tiên đúng không? Mi, rê, mi, son, mi. Thì trước khi vào nốt mi này, các bạn sẽ rải cho mình nốt đố, la, son, mi. Mình rải ba nốt này rồi vào nốt mi. Lúc mình chưa quen mình cứ rải từng nốt thôi. Đố, la, son, mi. Mình rải nhanh từ lên. Đố, la, son, mi, đố, la. Giống như nốt hoa mỹ các bạn, mình rải ba nốt hoa mỹ này vào nốt mi. Rồi bắt đầu đánh. Tiếp tục vô nốt si. Qua nhiều tiếp theo nốt si đó, thì các bạn rải cho mình nốt son, mi, rê và si. Son, mi, rê, si. Mình rải vô nốt si này. Đó, trên tranh mình rải thử. Rồi cho nó si mình rải ba nốt son mi rê cho nó si. Ok bạn nhé, rải nhanh như vậy ra hiệu ứng như vậy tuyệt vời ha. Như vậy mình xong được câu ra đàn tranh, bây giờ mình qua câu tiếng sáo này tương tự. Lúc đó mình đổi tiếng sáo và đánh câu này. Mi si rê si la son. Lặp lại bạn nha. Mi si rê si la son. Mi si bạn đánh ngón áp út nha. Mì si rế si la son. La si mì la si. Tiếp tục. La si mì la si. Si rế son mì la là hết. Mình làm lại các bạn nhé. Mì si rế si la son. La si mì la si. Si rế son mì la. Quá dễ bạn ha. Rồi lúc đó mình sẽ nối hợp âm như sau. Cái câu này nó ná như câu tiên, câu hát của ca sĩ các bạn. Mì si. Các bạn sẽ qua hợp âm son trưởng. Mì si. Mì si rế si la son. Si la son mình xuống mi thứ. Tiếp tục. La si mì la si, mình qua hợp âm son trưởng. Si rế son, mình qua hợp âm mi thứ. Mì la về la thứ là hết. Quá dễ bạn ha. Bây giờ mình sẽ vô trống thử. Sau khi tập hai tay đã quen như vậy rồi, câu này mình nghĩ dễ cho nên mình tập nhanh luôn các bạn ha. Rồi lúc này cái câu 6 này mình sẽ cho cái feel có tiếng kích trống vào tạo hiệu ứng ha. Bắt đầu vô nào. Quá dễ bạn ha. Lần nữa nha. Hết. Lúc đó các bạn báo trống thôi, ca sĩ sẽ vào hát. Bài này người ta sẽ hát ngay cái phách số 1. Tôi phách số 1 luôn, cho nên mình báo trống cho ca sĩ sẽ hát. Rất là dễ hát. Nên các bạn ngưng lại á, ca sĩ sẽ rất là khó hát các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đánh cả intro, các bạn quan sát thật kỹ nha. Chọn cái feel đừng có tiếng kích trống, tiếng đàn tranh. Chuẩn bị. Quá dễ bạn ha, như vậy là xong intro đó. Lúc đó mình báo trống nhẹ nhàng thôi, ca sĩ sẽ vào hát. Bây giờ mình sẽ cùng chuyển qua đoạn A của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc. Ở đoạn A bài hát lúc này chúng ta chỉ việc lấy tiếng E piano nãy tao nói rồi đó. Mình chập nhẹ nhàng theo thôi, ví dụ như tôi la thứ mình chập nhẹ nhàng thôi. Tôi đứng bên này sông đó. Mình chỉ mình lấy tiếng mình chập nhẹ nhàng như vậy. Cho nó rền ra hết ô nhịp, cho nó làm cái nền thôi các bạn ha, cứ nhẹ nhàng như vậy. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói đó. Bắt đầu tới ô nhịp đó mình có tiếng đàn tranh, mình đổi tiếng đàn tranh và đánh câu này. Đô là đô rê mi. Quá dễ bạn ha. Đô là đô rê mi. Các bạn có thể rải vô nốt đô nè. Các bạn sẽ rải son mi rê rồi vô nốt đô đó, tạo hiệu ứng đó. Rải son mi rê vào nốt đô bạn nha.
Rồi tiếp tục. Làng tối đây qua mi thứ chỉ đây đó. Bắt đầu mình tiếp tục lấy tiếng E piano chập nhẹ nhàng thôi. Bao năm dài chính chín, từng lũy tre buồn phiền. Lúc nào mình sẽ chập liên tục. Chín là la thứ nè, hai phách. Rồi chữ lũy qua rê thứ, chữ tre qua mi thứ liền. Buồn phiền về la thứ lại. Đổi tiếng đàn tranh đến câu đệm. Đồ mí rê đô sòn la. Đồ mí rê đô sòn la. Quá dễ bạn ơi, như vậy là xong dòng trên đó, bạn thấy dễ không? Bây giờ đệm thử bạn quan sát thật kỹ nha. Bảo chống mới vô câu hát nè, cho multibass cho luôn nha. Vô nè. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khó. Quá giản bạn nè. Làng tôi đây bao năm dài chính chiến. Liên tục nè. Dễ bạn, quá đơn giản anh, vậy xong rồi đó. Mình xong được cái dòng trên đó. Nói chung là chỉ lấy tiếng E piano chập và có hai câu lót nhỏ thôi. Bây giờ xuống dòng dưới bạn ha. Dòng dưới cũng tương tự như vậy. Tôi có người vợ ngoan. Tiếp tục lấy tiếng E piano và chập. Đẹp như trăng 16 qua là thứ tiếp tục. Cưới rồi đành xa nhau. Bắt đầu lên tiếng đàn tranh, mình đệm câu này. Là rê mi xón mi. Là rê mi xón mi. Tiếp tục. Nhớ đôi qua la, rê thứ cho còn ổ nhịp đó. Nhớ đôi môi nàng hiền. Về la thứ lại. Xinh xinh màu nắng qua đô trưởng. Má nàng hôm qua mi thứ. Thơm mùi thơm lúa non. Về la thứ. Rồi sau đó mình đổi tiếng trình và đánh câu này. Mì son la là mình nối cho ca sĩ cho ai ra đi đó. Ai ra đi đó, mình đánh nối ca sĩ hát. Mì son la, cái nốt la này sẽ rơi vào đoạn B của bài hát. Bây giờ mình để đoạn dòng dưới các bạn quan sát thật kỹ nha. Tôi có người vợ ngoan vô đô trưởng nha. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16 cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng. Chập nhẹ nhàng các bạn ơi. Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai xa đi. Bạn thấy dễ không? Lúc mình chỉ báo trống và mình đợi câu đánh thôi. Mì son la. Quá dễ bạn ơi. Như vậy mình đã đệm xong được cái đoạn A của bài hát. Khá đơn giản, chỉ lấy tiếng E piano chập thôi. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn B của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn B, bắt đầu mình lấy tiếng string nè. Bắt đầu mình đi đầm đánh mấy câu đệm. Ai ra đi, ngay chỉ đi la thứ đó. Mà các bạn thấy chữ string á, mình lấy tiếng string đánh hết các bạn nha. Ai ra đi, ngay chỉ đi đánh nốt la. Tại hồi nãy mình chạy câu nãy đó, mì son la đó. Là chỉ đi ngay nốt la đó. Ai ra đi mà không, không qua mi thứ mà đánh nốt son. Từng bình riêng, mình qua la thứ mình đánh câu này. Mi lá son mi rề mi. Mi lá son mi rề mi. Ai ra đi mà không từng bình riêng. Ok bạn nhé, rồi tiếp tục xa người yêu. Bắt đầu mình lấy tiếng E piano chập lại. Ô nhịp nào không có nốt nhạc thì lấy tiếng E piano chập nhẹ nhàng thôi. Xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Bắt đầu qua chữ vui. Cái mình lấy tiếng trinh, mình đánh tiếp tục câu đó. Là mi xón, mi đồ rê. Là mi xón, mi đồ rê. Em nhìn theo đó, mình đánh theo câu đó. Là mi son mi đồ rê đó. Tương tự như vậy là hết câu trên các bạn. Thấy dễ không? Quá dễ, giờ đệm dòng trên bạn ha. Mi son la vô câu đó nha. Ai ra đi mà không từng bình yên. Xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo. Quá đơn giản bạn ha, như vậy là xong rồi đó. Dòng trên đơn giản. Rồi tiếp tục xuống dòng dưới. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Dòng dưới nó phôi, mình đánh đô chữ, mình chập tiếng E piano chập lại. Tôi mạnh bước về la thứ. Mà nghe hồn, lúc nào mình chập liên tục, mỗi âm có một phách thôi. Mà nghe hồn nhỏ lệ. Mà nghe chập rê thứ liền, chứ hồn về mi thứ liền. Nhỏ lệ, bắt đầu về la thứ, đổi tiếng đàn tranh và đánh câu này.
Đồ rế, rế đô sòn, đô la. Đồ rế mình qua rê thứ, rế đô sòn mình về mi thứ, đô la về la thứ lại. Câu này hơi phức tạp bạn ha. Đánh xong câu đệm này bắt đầu mình lấy tiếng trinh và chạy câu này. Là rê mi xoắn mi. Này anh lính chiến, mình chạy câu này để tiếp qua đoạn C đó các bạn. Này anh lính chiến đó. Này anh lính chiến. Rồi bây giờ mình đệm vòng dưới các bạn quan sát thật kỹ nha. Chia phôi nè. Bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lên. Này anh lính chiến. Quá đơn giản các bạn ha. Mình chỉ việc đánh và đổi tiếng như vậy. Các bạn phải tập cái thao tác tay cho nó quen. Thao tác báo trống nè, đổi tiếng nè, bấm nút xin top nè. Đó, có mấy thao tác đó thôi các bạn. Chúng ta bập tới, bấm tới, bấm tập tới, bấm tới, bấm lui, nó quen tay thôi. Chẳng gì cao siêu các bạn ơi. Như vậy mình đã đệm xong được đoạn B bạn ha, cũng khá đơn giản. Có hai câu, có mấy câu lót nhỏ 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 thôi. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn C của bài hát. Các bạn quan sát dòng nhạc ở đoạn C bài hát, lúc này mình chỉ lấy tiếng string á và đi nền theo những nốt mà tạo ra gợi ý. Ví dụ như này, chữ này la thứ mình đánh nốt mi. Này anh lính chiến, người qua đô trưởng mình đánh nốt đồ. Người ban pháo binh, chữ mẹ mình xuống nốt ra la thứ đánh là mẹ tôi tóc xương. Từng đêm, chữ đêm qua rê thứ đánh nốt rê. Đêm nghe đạn pháo, pháo mình qua hợp, mình qua mi thứ mình đánh nốt mi và giữ nguyên nốt mi luôn. Rồi mình lót thêm cái son trưởng nữa. Rơi thật buồn về nốt bình về nốt la. Rồi đánh thêm câu này. Đồ mi mi rê đồ sòn là. Giống câu nãy bạn. Đồ mi mi rê đồ sòn là. Anh chót cho khéo nhé. Bắt đầu qua chữ nhé la thứ đến nút lá. Kéo nhầm vào nhà tôi. À, chữ tôi mình qua mi thứ mình đánh nó này. Mi lá son mi rê mi. Là xong được dòng trên. Quá đơn giản bạn ha. Bây giờ mình đệm dòng trên bằng quan sát thật kỹ nha. Này anh lính chiến, người ban pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đàn pháo rơi. Anh chót cho kéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Dễ các bạn, quá đơn giản rồi, vậy là xong được dòng trên rồi đó. Mình chỉ việc tập ở ngoài mấy cái câu tiếng trinh cho mình quen tay trước. Rồi sau đó mình hãy mở trống lên tập các bạn nhé. Rồi bây giờ mình xuống dòng dưới cũng tương tự như vậy. Nhà tôi, mình qua son chữ đến nốt si. Ở cuối chân đồi, đó mình đánh theo si la son, mình đánh theo nốt của ca sĩ hát. Trên đồi, chỉ đồi đừng qua mi thứ đến nốt sòn. Có dàn thiên ly, đó chỉ thiên ly mình đánh nốt la si, mình đánh theo nốt của ca sĩ. Có qua son trưởng, có người, mình chỉ người qua mi thứ này nốt sòn. Tôi thương, mình về la thấy nốt la. Rồi đánh thêm câu này nữa. Đồ mi rê đô sòn là. Đồ mi rê, mình qua rê thứ. Đô sòn, mình về mi thứ. Về la thứ là hết. Quá đơn giản bạn ha, giờ đánh dòng dưới bạn quan sát thật kỹ nha. Vô nè. Nhà tôi ở cuối chân. Quá dễ bạn ha, đó đánh xong câu đó bắt đầu mình báo trống và bắt đầu mình đánh intro lại thôi. Như vậy mình đã đệm xong được đoạn C của bài hát. Các bạn hãy cố gắng tập theo những nốt tèo đã ghi sẵn nhé. Bây giờ mình cùng chuyển qua đoạn giang tấu. Đoạn giang tấu các bạn sẽ đánh lại câu intro. Intro bạn nha, rồi sau đó ca sĩ sẽ hát từ đầu thôi, quá đơn giản. Rồi đến cái phần ending. Phần ending của bài này chúng ta sẽ đánh kiểu fade out các bạn. Tức là mình nhỏ dần á. Bên cây Yamaha nó có nút fade out nè. Các bạn bấm và nó nhỏ dần xuống. Như vậy các bạn nha. Nhà tôi, cái đoạn nhà tôi đó, mình cứ nhỏ dần xuống. Vậy làm thử nha. Vô nè. Cuối chân đồi có dàn thiên ly, có người tôi. Và tiếp tục cho nhỏ dần nè.
đó các bạn, như vậy đó mình cho nhỏ dở dần như vậy xuống là hết bài, đơn giản các bạn ha. Rồi Tèo vừa chia sẻ các bạn cách đệm hát một bài hát cũng rất là hay của nhạc sĩ Anh Bàng Lời Thơ Yên Thao, đó là bài Chuyện Dàn Thiên Lý. Bài này Tèo ký âm theo cái bài bản phối của ca sĩ Mạnh Đình. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo gì Tèo chia sẻ nhé. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới clip, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, cứ để lại tên bài hát, nhưng mà phải từ từ lần lượt, Tèo sẽ soạn cách đệm và chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhớ cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Sẵn tiện mình giới thiệu cho anh em bạn bè của mình biết về kênh của Tèo với. Tèo ơi các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.